mình không đủ power để mình hòa nhập vào ánh sáng đó, để mình nhập vào pháp giới đó. Phần lớn là mình thấy ánh sáng nó quá quá sợ hãi cho nên mình ngất xỉu, mình rơi vào cái cõi giới khác, rơi vào cái cõi trung âm thầm. Ở trong đó từ một ngày cho tới 49 ngày, tùy theo cái thọ nghiệp để mà đi đầu thai, để mà đi tái sinh. Cho nên những người mà chứng ngộ giải quyết vấn đề sanh tử, sau khi thần thức ra khỏi thể xác, hòa nhập vào cái luồng quang minh để mà đi vãng sanh, đi ngủ để mà đi vãng sanh. Cho nên bây giờ mình cố gắng, mình tu, mình tập, mình niệm Phật. Cho nên khi mà qua đời mà vãng sanh, mà Đức Di Đà tới phóng quang, mà mình thấy hào quang, mình cũng khiếp sợ, mình ngất xỉu, thì cơ hội vãng sanh không còn nữa. Thì cái chuyện mà niệm Phật chúng ta nó sẽ là vô ích, chúng ta vô ích. Cho nên là cố gắng làm sao lúc đó mình control được mình để đi vãng sanh, còn không là ở trong thân cùng lắm từ một cho tới 49 ngày. Nhưng mà cái thời hạn ở trong trung ấm thân đó, là không có một thời gian nhất định. 49 ngày chỉ là con số ước lệ mà thôi. Quý vị là phải nghe như vậy. Gần đây ở bên Việt Nam có cái hiện tượng là ngoại cảm của cô mà Nguyễn Thị Bích Hằng, Phạm Thị Bích Hằng. Và Phạm Thị Bích Hằng là một trong hàng trăm nhà ngoại cảm Việt Nam trong tháng 1. Bích Hằng là bởi vì cô này quá nổi tiếng thì người ta cũng bắt đầu chú ý, nhưng mà kỳ thực ở Việt Nam là có hàng trăm người như vậy. Do cái thời thế chiến tranh của Việt Nam, mình chết bất đắc kỳ tử quá nhiều, cho nên là có nhiều người có cái khả năng liên lạc với một cái cõi giới bên kia. Thì những cái người mà do cô Bích Hằng này tìm về, cho tới thời điểm này là cô tìm trên 10.000 người rồi, 10.000 người, 10.000 bộ thi hài khác nhau. Và mỗi người như vậy có cái lý lịch tiểu sử khác nhau, không có ai lẫn lộn với ai hết. Và họ về, họ kể cái chết của họ như thế nào. Và tất cả những người này chứng minh cho chúng ta thấy rằng thân trung ấm là cái thời hạn là vô hạn. Cái thời hạn ở trong thân trung ấm là không có giới hạn. Họ ở trong cái cõi trung gian, họ có thể liên lạc với người thân của mình, nhưng mà người thân của mình không có khả năng đó, cho nên họ vẫn chìm đắm ở trong cái cõi